thuận lợi, tránh vùng bị tì đè. Băng tách các ngón tay. Khi các ngón tay bị thương, phải xử lý vết thương rồi băng lại. Cách băng như sau: làm hai vòng băng để khóa đầu băng. Đưa đường băng cuốn lên ngón tay cái nếu bị thương bàn tay phải, cuốn lên ngón tay út nếu bị thương bàn tay trái. Băng kiểu xoáy ốc để hở đầu ngón tay. Nếu đầu ngón tay không bị thương, tiện cho việc kiểm tra màu sắc, cảm giác, nhiệt độ của các ngón tay sau khi băng. Sau đó, đưa đường băng đi xuống cuốn quanh cổ tay một vòng, rồi đưa đường băng sang băng ngón thứ hai, trở lại quanh cổ tay. Băng ngón thứ ba, thứ tư và thứ năm, kỹ thuật băng như trước. Chú ý, khi đưa các đường băng từ ngón tay đến cổ tay, phải cuốn sát gốc các ngón tay, không làm vướng các kẽ ngón tay. Các đường băng trên mu bàn tay xếp theo hình nan quạt. Sau khi đã băng hết các ngón tay bị thương, cuốn hai vòng băng quanh cổ tay,